hàng chất và khủng cho anh em chơi sự kiện, đó là những cục đẩy Crest Audio CA40 chuyên trị các dòng mà xúc kép từ 220 côn 100 hoặc là xúc kép từ 280 côn 125. Thì với Crest Audio CA20 thì cũng rất nhiều anh em chơi với từ 220 côn 100. Công suất của nó chỉ đạt tới tầm 1.000-2.300W thôi. Nhưng với CA40 này thì hiện tại công suất của nó đạt chuẩn lên tới 1.500W đến 1.600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì với công suất này thì chắc chế độ 4 ohm của nó lên tới hơn 2.000W anh em nhé. Nó phải rơi vào tầm khoảng 2.500-2.600W ở chế độ 4 ohm. Thì với chế độ 4 ohm này thì nó chơi căng mọi thể loại súp kép 50. Nên là anh em cứ chơi thoải mái luôn với dòng Crest Audio CA40 này. Với cái độ trâu bò, độ bền bỉ của nó thì khỏi phải nghĩ luôn anh em nhé. Vì những dòng Crest Audio này thì nó rất là khỏe và rất là trâu bò. Độ bền nó thì cực kỳ là cao. Hàng thì cũng vừa mới về thì em cũng mở cái nội thất và cũng show cho anh em cùng xem luôn. Đây là cái nội thất bên trong của cái dòng cục đẩy Crest Audio CA40. Trên kia thì em cũng có một con đang chuẩn bị test đây. Đấy. Thì với cái dòng này thì đầu tiên khi anh em mua cục đẩy thì cũng rất nhiều anh em hỏi là con này sử dụng nguồn đồng hay sử dụng nguồn nhôm. Thì ok, em cũng phục vụ tới tất cả anh em luôn. Em đã cạo một chút ra đây rồi anh em nhé. Cái này là nguồn đồng, anh em nhìn nó vàng chóe này đúng không ạ? Em đã cạo một chút này. Nếu anh em nhìn nhôm anh em thể phân biệt luôn, đó là màu trắng này, nó sẽ là nhôm này. Và anh em nhìn đây, bên trong này sẽ là vàng chóe luôn anh em nhé. Đấy, vàng chóe luôn. Nó không phải là màu ánh nhôm này, nên anh em biết ngay và anh em nhìn thấy thì anh em biết ngay đó là sử dụng nguồn đồng. Không thể thiếu được những dòng sản phẩm bên em thì hoàn toàn nó sử dụng nguồn dây đồng. Vì nguồn dây đồng thì đánh nó mới không bị sụt áp. Anh em đánh hội nghị, hội trường, rồi đánh sự kiện đám cưới 6 tiếng, 8 tiếng anh em đánh mới thông, bền bỉ, nó mới được mát máy. Và tiếng nó không bị méo tiếng anh em nhé. Lưu ý nó không bị méo tiếng. Như các dòng cục đẩy công suất khác thì anh em hay sử dụng nguồn nhôm, hay là công suất nó không đủ để đánh xúc kép ấy, thì anh em đánh tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì nó hay có tình trạng bị sụt áp. Và khi bị sụt áp rồi thì cái tiếng nó không được chắc, đánh tiếng súp nó không được chắc đấy anh em nhé. Nó sẽ hơi bị ù và nó nghe không được chắc tiếng, anh em nghe sẽ hơi khó chịu. Thì với dòng này thì anh em đánh thoải mái 6 tiếng, 8 tiếng, anh em đánh căng, rèn dã thì nó không thể nào bị meo tiếng được. Đấy, cạo cho anh em xem rồi, nguồn dây đồng này, 4 quạt gió 4 góc để tản nhiệt. Thì với 4 quạt gió này thì nó tản nhiệt cực kỳ là tốt, chứ không phải nghĩ về cái vấn đề tản nhiệt của những dòng này anh em nhé. 4 quạt gió cơ mà, chứ không phải là ít. Sò này thì kết hợp với lại Toshiba thì những dòng sò NZ ấy, anh em hỏi tại sao không sử dụng sò NZ. Sò NZ công suất cao hơn, nhưng với tất cả anh em thì phải biết đó là sò NZ thì sẽ nợi tiếng và tiếng nó sáng hơn. Nhưng với sò Toshiba này thì nó được gọi là những con sò trường, sò bền bỉ, sò trâu anh em nhé. Đấy, nên là tại sao sử dụng cái sò này, tiếng nó tối, nó không sáng tiếng. Thì với dòng full ấy thì anh em cần phải sáng tiếng, nhưng với các dòng súp thì tiếng nó sẽ phải tối thì nó mới lực được tiếng súp anh em nhé. Đấy là một cái lý do tại sao nó lại sử dụng các cái con sò Toshiba ở đây. Và Toshiba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 trên, 16 dưới, 32 x 2. Với công suất nó sẽ sử dụng tới 64 con sò. Mỗi một kênh nó sẽ là 32 con sò Toshiba anh em nhé. 32 sò này là lưu ý anh em, là 32 sò một kênh là có cả bù áp trong đó rồi. Và tổng 64 con sò trên một CA40 này, đó là cũng có bù áp rồi anh em nhé, chứ không phải là 64 sò công suất. Nên anh em phải để ý, 64 sò đây là 64 sò cả bù áp. Và đây, rất là xịn sò. Sò này, thẳng tắp, các con trở thẳng tắp luôn anh em nhé. Linh kiện của nó thì cũng sử dụng là hoàn toàn linh kiện cắm thôi. Vì các dòng Crest Audio thì nó chuyên sử dụng linh kiện cắm là chủ yếu, và hoàn toàn là linh kiện cắm. Vì nó rất là bền bỉ và thay thế sửa chữa nó cũng rất là dễ. Nhiều bác thợ thì hay sợ linh kiện dán vì nó khó có linh kiện để sửa chữa thay thế. Thì với linh kiện dán thì nó khó, anh em tìm nó sẽ khó hơn. Nhưng với linh kiện cắm này thì anh em tìm và sửa chữa rất là dễ. Các linh kiện nó rất là phổ thông. Đấy là cái tránh cái tình trạng anh em muốn mang ra bên ngoài sửa thôi. Còn đâu với những sản phẩm này thì bên em vẫn bảo hành cho anh em đến 12 tháng. Và lỗi trong tháng đầu tiên thì anh em vẫn được đổi mới anh em nhé. Lỗi của nhà sản xuất, lưu ý, lỗi của nhà sản xuất anh em sẽ được đổi mới trong 12 tháng, trong 1 tháng đầu. Đấy. Tụ này của nó thì sử dụng tụ đỏ anh em nhé. Tụ 2 tầng tụ, anh em thì nhìn thấy dưới là một tầng này, và trên này cũng là một tầng tụ. Và hai tầng này thì mỗi tầng nó sẽ chịu trách nhiệm cho một kênh. Và mỗi một kênh thì nó sẽ có 12 con tụ lọc nguồn này, tụ 63V 10.000mi. Và tổng hai kênh sẽ là sử dụng 24 con tụ lọc nguồn, tụ đỏ thôi anh em nhé, hai tầng tụ.
các dây dẫn này nó rất là chắc chắn và được buộc thít rất là gọn gàng. Đấy. Rồi các cái dây hàn vào trong bên mạch luôn anh em nhé, tránh cái tình trạng nó bị long khi anh em vận chuyển bê vác thôi. Đấy, dây dẫn này của nó rất là nhiều. Đấy. Dây dẫn rồi các cái khớp nối này của nó thì nó đều được bắn keo màu vàng này để cho chắc chắn hơn. Đây anh em nhìn thấy keo bắn màu vàng này để giữ chắc chắn hơn các cái khớp nối này. Đấy thì ok, có hàng mới về thì em cũng lên video và giới thiệu với tất cả anh em. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số góc dưới màn hình anh em nhé. Giá thì cũng báo tới tất cả anh em trong đầu video rồi, 8 triệu 800 nghìn đồng để cho anh em có thể chơi một trong những cục đẩy Crest Audio rất là chất và rất là xịn sò. Các video sau thì em sẽ có những video để test cái áp lực của nó, em sẽ đánh với các dòng xúc kép của bên em thì để cho anh em có thể tham khảo về cái chất âm và cái độ uy lực mạnh mẽ của nó. Ok, cho tất cả anh em và hẹn anh em các clip sau. Nhớ like, đăng ký kênh cho các video mới nhất anh em nhé.